Today I'm going to show you guys how to do a back heel quick and easy and fast and easy and sexy. Why are you laughing? You always laughing. Oh my god. Ok, bây giờ anh Smile sẽ dùng cái đầu dũa này nha để phá bột nha. Phá những cái màu dơ xuống nha. Rồi mình sẽ bát kêu nha. Đó. Hi, hi Alex hi. Đó, Smile phá bột nó xuống nha. Phá cho nó xuống mỏng, thật là mỏng. Rồi Smile sẽ làm bát kêu. Các bạn thấy không? Đó, làm cho bát kêu ha. My god. Hola, hi Alex, khỏe không Alex? Hi chị Cindy hi. Hola, hola Amanda Martin hi. Oh my god, look in her now. Oh my god. Ôi trời ơi, hốt từ sáng tới giờ luôn á. À, hốt từ sáng tới giờ gần được 500 rồi. Đủ tiền mua sữa cho con rồi. Đó, đủ tiền mua sữa cho con. Đó. Đó, Smile đang phá bột ra nha. Bộ neo này là gần 4 tuần rồi nha, rất là good, rất là last long time ha. Perfect. Dũa cho bay hết cái màu đen ra nha. Hello. Tần sau tới lên cross, tần sau đi rồi, tần sau đi qua Orlando rồi, tần này đi. Hai Trang, hai Kat, hai Katrina. Oh my god. Cái đầu dũa này mình có thể phá nhà, phá cửa, phá diamond hết nha. Đó, mình có thể dùng phá hết tất cả luôn. À, rất là good và đặc biệt chỉ có trên chat nail nha. Anh chị nào muốn phá nhà phá cửa thì cứ lên chat nail mua đầu dũa này nha. Phá rất là nhanh ha, rất là good. Đó. Trời ơi, last time gì nữa, biết last time biết bao giờ ông nó lên nữa hả? Đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu. Dựa cho nó ra ha. Dựa cho nó ra. Bán nhà mua đồ dựa nè. Ờ đúng. Ok. Ok, về nhắn tin nữa. Oh my god. Too much fouling. Hôm nay có hốt không anh bên bên này? Có hốt không? Ồ, bên Smile hốt nhiều quá. Đủ tiền mua sữa cho con chưa? Dựa lên nè ha. Oh my god. Làm hư hết hột rồi hả? Hư hết hột thì bỏ hột mới lên, và đặc biệt là hột mới nha, và hột thật nha, không có bỏ hột giả nữa. Ừ.
người ta cô đơn, trái tim em lạnh lẽ giữa suốt đời. hốt ha, đó, thứ bảy là phải hốt nha. hôm qua hả? Hôm qua chưa có xỉn, hai chai chưa có xỉn. Đó, chắc tối này phải hai chai nữa. Anh Trương khỏe không? Lâu quá không gặp anh nhỉ. Đó, các bạn thấy cái đồ dũa này ghê không? Phá banh luôn, phá banh hết. Đây mình nghĩ đây gì hết, phá banh hết. Đó. Các bạn thấy không? Nail không bao giờ nó hở, chỉ cần mình làm đúng cách thì cái nail lúc nào nó cũng last long time ha. Đó. Cưng còn sức xả bột đủ gì cơ. Hai Nina, hai chị Nina. Woo, it's done. Very quick. Only 3 minutes. You want to cut them down? Why? They're too long. No, long nail? Aww. Yeah, but just a little bit, okay? Little bit? Just a little bit. Okay, my beautiful woman, she, phải ai anh mà phát cái này cái gì mà còn. Okay. Thì người khách này người ta muốn cái móng của người ta thì ngắn xuống chút nha. That's my, thay cái đầu nhám này. Okay, can I see your hand again? Okay, mình chạy tốc độ nhẹ thôi nha. Và đặc biệt mình phải chạy cho nó kỹ. Oh, khoan quên, mình chưa ha. Mình phải sủi da đã ha. Có nghĩa là mình dùng cái đầu nhọn này để mình sủi cái da lên á. Ui, gái đẹp nữa. Ui. Gái đẹp không à, hôm nay toàn là gái đẹp. Damn. Oh my god. Thì cái đẹp thì nhiều mình phải nhìn được nhìn chứ. Nó đâu bắt buộc là mình không được nhìn nè. Đó, cái đẹp quá trời luôn, hôm nay toàn là cái đẹp. Cái trẻ không ấy chứ. Bây giờ Smile sẽ chạy nhám nha. Dũa cho cái đen này ra ha. Oh, how your Vegas? It's fun? It was good, we didn't win very much, but it was... You don't win? Not enough. Not enough? How much you won? We only won 3,000. And you don't save for me?
Okay. I spend it back. Okay, I'm gonna check in like 2000, okay? We lost our asses. Hôm qua mới nhậu ngon. Ui trời, hôm qua nhậu vậy ngon chứ. À, bún bò Huế nè. À, gà bóp muối tiêu nè. Ui trời ơi, ngon bá cháy luôn. Ủa cái đầu gì em? Hola. Em muốn coi cái đầu gì? ngon lắm, ngon nhất nhất luôn. Đó, Smile nấu là phải ngon rồi. Đây là cái bộ đầu dũa của Smile trong cái đó. Rất bao đêm dài. Xong rồi, mình sẽ cắt da một chút nha. I'm gonna clean her cuticle a little bit to make them clean when apply the powder to make her nail look perfect. See, you see how I clean? Cut the skin up. Không, mình cắt da cho nó sạch sạch chút ha. Ok, cá hấp Hồng Kông anh á. Trời ơi, bộ anh đi Hồng Kông nhiều lắm hay sao anh Trương? anh làm ba trái bồ chét luôn hả? Oh my god, vậy là quá good rồi. Nói phải làm nha, để khi nào qua em làm nha. Đó. À. Hi Wendy. Hi anh Tina. Hi, how are you guys? Now it's perfect. So, I'm like, oh, you want cut them down too? How short? No more long nail. Hi. Hi and Andy. Anh ơi, qua đây anh Handy qua đây làm nail nè, móng dài nhiều lắm, gái đẹp nữa. Đó. Qua đây em nhường cho mấy con làm nè. Hãy nhậu của nấu miền Trung ngon lắm, sai hả? Ok, đúng rồi, miền Trung à, nấu phải ngon rồi đúng không? Đó. Very good. Bây giờ mình sẽ bỏ primer 60 bon 40 primer nha. Đó, để làm cho cái móng nó chắc và nó không có bị lip trên.
tâm đi nha. Ok, đợi Smile trước ha, để Smile đi lấy màu ha. Okay. You want the same color? Yeah. This color, right? Sexy. So sexy. And you want the black too? Yeah, the black. Black. Okay. And two nail black and all of it one color. Ok, bây giờ người khách này là người ta muốn cũng là giống màu ha, nhưng còn hai ngón này cũng là ombre nha. Đó. Bây giờ Smile sẽ đắp lên ha. Đó, Smile sẽ bỏ bột lên. Lô nhẹ ra. Không, tém nhẹ ha. Tém nhẹ nó vô. Hai bên hông là phải kỹ càng. Không. Vuốt cho nó ra. Vuốt cho nó ra. Ô, cỏ anh hả? Cỏ anh xài cỏ số 14, à, 10, cỏ này là cỏ 16 nha.
Bây giờ Smart sẽ bỏ bột lên nha. Smart sẽ giữ 3 second ha. Lôi nhẹ nó ra. Bắt đầu Smart sẽ tém nè ha, đập nhẹ phần hông nè ha. Đi lên phần critical. Và xong rồi đi lên phần bên hông kia để làm cho hai bên nó thật là mỏng và nó thật là ôm vô thì nó mới bám được cái bột chắc được, nó không có bị lifting nha. Đó, các bạn thấy không, rất là gọn đúng không? Bây giờ mình sẽ tém nhẹ thôi. Trời ơi, rụng lông luôn rồi. Đó. Bây giờ Smile sẽ vuốt nè ha. Từ trái qua phải. Từ phải qua trái. Từ trái qua phải nha. Đó, từ phải qua trái. Oh my god, looking so the color look beautiful. Đó. Bỏ vô ha. Các bạn thấy không, rất là gọn ha. Bây giờ mình sẽ lên cái bột dư ra. Lên ra. Đó. Thank you. Oh my god. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái shape nha, để cho nó đẹp nha. Chỉnh lại cái shape ha. Hello chị Mimi. Chị khỏe không? Bây giờ tới ngón cái nha, tại vì mình đắp những cái màu. Thank you. Oh my god. thank you chị Mimi. Đó, bỏ bột lên. Không, lôi nhẹ ra. Xong bắt đầu mình sẽ tém nhẹ hai bên hông. Đi lên phần critical ha. Và bên hông nữa. Không. Và bên hông nữa. Không, chỉnh cho nó gọn và nó đều ở phần critical và hai bên hông, nó phải đều và nó phải mỏng nha. Xong rồi mình sẽ vuốt cho nó ra. Vuốt cho nó ra. Oh my god, các bạn thấy không? Bột rất là dẻo ha. Mình không có sợ nó mau khô nè ha. Cứ vuốt thì nó cứ ra đó. Đó, từ trái qua phải. Từ phải qua trái, từ trái qua phải. Từ phải qua trái, từ trái qua phải. Đó. Từ phải qua trái. Đó, các bạn thấy không? Rất là mịn, rất là ngọt ngào ha. Đó, ngọt như là cơm sữa. Các bạn thấy cái màu này không? Rất là ngọt ngào, rất là sữa luôn. Rất là tươi luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái shape to make her nail look sexy. Đó, bỏ lên ha. I'm using number 16 cho chém hộp, chém sắc em hả? Chém càng đúng rồi, phải càng vớt càng ra hả? Cái băng tay này không có thấm nha. Nó không có thấm stone nha. Băng tay này không có thấm nha. Thì this is number 16. Are you number 16? You can order on the chasnail.com. Yeah, it's very good to use it and it made the powder is very smooth and sexy. You see the smooth? Oh my god, look it. Đó. Bây giờ can this one is ombre, so I'm gonna do ombre on this one. Nha. Bây giờ Smile sẽ bỏ can you don't. Màu ngọt đúng không? Ngọt như kem sữa vậy á. Đó. Bây giờ I'm sẽ apply, Smile sẽ apply 70% nha. Tại cái ngón này là ngón ombre. 70%. Oh my god, con này ngon ha. Đó, tém nhẹ hai bên hông. Tém nhẹ hai bên hông. Oh my god, looking. Đó. Xong rồi, Smile sẽ vuốt cho nó ra nè ha. Từ trái qua phải. Từ phải qua trái. Từ trái qua phải. Còn ướt quá, thấy không? Mình ngưng vuốt đã. Bắt đầu mình chạy lên lại trên đầu ha. Vuốt từ trái qua phải. Từ phải qua trái, bắt đầu mình đi xuống này. Thì các bạn thấy không, bột nó sẽ không có bị mất nữa. Đó, các bạn thấy không, xuống rất là ngọt ngào. Đó, bỏ lên ha. Perfect ha. Rất là ngọt. Đó. Xong rồi, mình sẽ chỉnh lại cái shape ha. To make the shape look perfect and sexy. Đó. Còn thấy không, rất là ngọt ha. Bây giờ mình sẽ come back this one. Đúng rồi, càng vuốt càng ra hí. Đó. Đó, mình sẽ vuốt mà không ra là coi như là đổi cỏ nha. Đó, đổi cỏ chắc snail nha, vuốt sẽ ra nha. Đó, đập nhẹ hai bên hông. Không? Rất là mịn ha, rất là ngọt. Đó. Đó, đập nhẹ hai bên hông. Không? Xong bắt đầu vuốt cho nó ra. Vuốt cho nó ra. Vuốt cho nó ra ha. Từ trái này qua phải này, từ phải này qua trái ha. Các bạn thấy không, phải coi từng cái thao tác Smile đi nha.
Đó, coi cái thao tác này, smudge cái cỏ như thế nào, vuốt bột như thế nào này để cho bột nó xuống đều nha. Các bạn coi, các bạn phải để ý nha, chứ không phải là các bạn chỉ coi cái nail nó đẹp hay không thôi, các bạn phải coi cái thao tác. Đó, cái thao tác mà cái smudge đang vuốt nữa ha. Đó. Đó, các bạn thấy không? Cái thao tác smudge vuốt là phải ra nữa không? Đó, rất là mượt, rất là smooth. Đó. Đó, lên nó ra. Ha, xong rồi smile sẽ chỉnh lại cái shape nữa ha, to make the shape they look skinny like smile nữa ha, and smooth. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp. Oh my god, looking so sweet ha. What is the black on it? No, this is smile dùng liquid của Chanel nha. This is the same, she want to do the same color like ombre black and this, that's why I don't have to take off all of it, so I can leave that and then now I'm gonna put the black on. Thì bây giờ Smile sẽ dùng cái màu đen nha. Đó. Don't take too much, just a little bit. Yeah, see it? Just a little bit. And you go. Oh my god, so dirty. Đó, các bạn phải kỹ ha. Đó, bây giờ mình sẽ lên ra nè ha. Lên cho nó sạch nè ha. Đó. Lên cho nó sạch ra ha. Đó. Xong rồi, thấy nó còn chưa đẹp, bỏ thêm một lớp nữa. Đó, bỏ lên. Perfect. This how I'm doing ombre. So sexy. Không có ai mà kết hợp hai màu này hết bạn bạn ơi. À, cái màu này là do người khách muốn nha. Đó, chứ không phải là do Smile nha. Đó ha. Mình phải tôn trọng cái người khách muốn gì. Đó, chứ không phải mình làm theo ý của mình nha. Đó. Mình sẽ bỏ màu đen lên. Ha. Đẩy nhẹ lên Kiriko. Đập xuống ha. Oh my god. Very good. Đó. No, cái này là cái ngón design của người khách lúc bữa ha. Đó, lúc bữa là người ta design lên, tại vì á kết hợp màu là một chuyện nhưng mà cái design lên là một chuyện nha, chứ không phải là cái nail nó chỉ có vậy thôi. Đó ha, calm down nha. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ lên ha. Bỏ bột lên. Hấu lôi nhẹ nó ra ha. Đó, đẩy đập mạnh cái phần cuticle và bên hông, nó phải bám chặt nha, thì cái nail nó sẽ không bị lip tint ha. Đó, nó phải chắc chắn hơn. Đó, vuốt cho nó ra. Đó, vuốt cho nó ra. Dạ, người khách nó không muốn anh ơi, nó chỉ muốn vậy thôi. Đó, tại nó làm vậy thôi, tí nữa gắn đây mình rồi nó vẽ đồ vẽ lên ha, chứ nó không có chứ nó không có thích màu nhiều, nó thích những cái màu đơn giản với lại màu đen vậy thôi, rồi nó tí nó gắn đá lên nó thích hột à. Đó, các bạn thấy không, rất là gọn ha. Đó. Thank you.
Đúng rồi, màu đen thì rất là khó nha. Đó, thì các bạn cần phải lấy ít thôi, đừng lấy nhiều quá ha. Nói chung á, ombre á cũng tùy theo tâm trạng. Sometimes you have fun, you feel like relax, you feel fun, you do rất là perfect. Nhưng mà sometimes you đang buồn hay là you thấy không có relax á, you làm nó không có ra gì hết. Đó. Đó, bây giờ mình làm nail mình phải có tâm trạng và tâm hồn nữa. Đó, mình phải love hay là vui gì đó mình mới làm đẹp. Đó, không? Cho dù mình có làm giỏi nhưng mà cái lúc mà gặp những cái tâm trạng mình không có được vui á thì mình làm không có ra gì hết á. Đó. How much for this set? It's just a bag feel, so I'm gonna charge her like 2,000. Yeah. 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 She go casino, she won like 3,000. She don't sad for me. I'm very sad. You said if I won 10,000. Yeah. Yeah. Bây giờ mình sẽ bỏ bột lên. Các bạn thấy không, mình rất là từ tốn không, rất là nhẹ nhàng, rất là tự tại ha. Mình không có rush, mình không có nhanh đi nhanh hay gì hết. Mình rất là take care cái phần critical. Bởi vậy cái nail nó đẹp hay không là một chuyện, nhưng mà cái nail nó last hay không là một chuyện nữa nha. Đó, các bạn đừng có nghĩ là mình làm đẹp mà cái nail nó không có last thì nó sẽ không có quay lại với mình đâu. Đó, cho dù mình làm có xấu thiệt nhưng mà cái nail nó last với nó thì tất nhiên nó vẫn sẽ quay lại với mình ha. Thì mỗi lần mình sẽ làm nhiều thì mình sẽ better hơn, mình sẽ làm đẹp thôi. Đó. Đó. Lấy lên cái bột chưa ra ha. Lên nó ra. Ok bye anh Henry. Bữa nay nhậu vô sao thấy đường làm nữa. Oh my god, so funny. Đó. Đó. Vuốt cho nó ra ha. Vuốt từ trái qua phải, các bạn thấy cái thao tác smile vuốt không? Từ trái không? Qua phải, từ phải qua trái ha. Các bạn thấy mình đi không? Rất là nhẹ nhàng ha. Đó, bột xuống rất là dễ dàng. Đó. What design you want to get today, fam? I'm gonna show you right now. You want to show me? It's sexy design or what? Or regular design? Easy? Easy. Easy, sexy, simple and easy? Uh-huh. Okay, baby. Okay. Đó. Bây giờ tới ngón này nha. Đó. Đập lên, hai bên hông vô. Các bạn thấy không? Rất là để cho bột nó xuống tự nhiên này, các bạn thấy không? Mình chỉ chỉnh nốt để cho nó không có ra ngoài da thôi nha. Đó, nó không có chảy dây móng ha. Bây giờ smile sẽ vuốt này, các bạn coi mình vuốt ha, từ trái nữa ha. Qua phải. Không, từ phải qua trái. Các bạn thấy không? Đi xuống từ từ nữa không? Rất là từ từ không? Nếu mà bột mau khô thì các bạn vuốt nhanh nha. Còn mà bột chậm thì các bạn vuốt chậm lại ha. Đó, các bạn không bắt buộc là các bạn phải vuốt nhanh hay vuốt chậm giống mình. Mình chỉ cần biết bột nó khô hay chưa khô nha. Mình phải cảm nhận được nha. Đó. Bạn thấy không? Mình vuốt rất là từ mà bột xuống vẫn rất là xuống không? Rất là đều không? Đó, mình không có sợ nó khô. Đó. Lên nó ra. Đó, lên nó ra ha. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ come back, apply cái đen nha. Đó, mình sẽ bỏ cái đen lên. Không, đập cho cái đen nó mỏng. Đó. Vuốt cho cái đen ha. Các bạn thấy không, lấy ít đen thôi, đừng lấy nhiều đen quá nha. Lấy càng ít càng good nha. Đó. Đó. Thì các bạn thấy không, từ đấy từ đậm đến tới lợt ha. Thì rất đẹp ha. I use it number 16. 16, very easy to use it.
À, lớp ở đâu? À, lớp à, tới nữa là ở Orlando nè. Đó, Orlando nè. Ha. À. Beautiful. Các bạn thấy không? Smile làm rất là nhanh. Thì tất nhiên đó, thì tất nhiên là khi ombre ra nó sẽ đẹp hơn, các bạn thấy không? Tự động tới lượt nó không có bị làm xuống hết. Tại sao cái ngón bên này smile làm khác hồi nãy? Có cái người mới nói xong là cái tâm trạng của mình vuốt nó không có được đẹp nè, không? Mà bên đây thì không ai nói, thì bây giờ cái các bạn thấy không? Cái ombre này mình vuốt nó giống nhau nè, các bạn thấy không? Đó, bởi vì mình làm cái ombre á thì mình cũng phải có tâm trạng đó chứ. Nhiều lúc mình đang làm á, người khác đã nói này nọ thì mình mất cái tâm hồn đi đó, để mình vuốt đi đó, không? Nhưng mà cũng không sao đó. Đó, tại vì đó, vậy mình cũng sửa lại cho đẹp được ha. Ừ, đó ha. À, không nha, chỉ có ở Mỹ thôi nha. Ở UK hả, cũng chưa biết nữa, cũng tính trong là thời gian là sớm sẽ có qua bên đó là UK nha. Đó, tại vì đó. On this one, can you do a red acrylic rose on here? Sure. Please. This one and this one. À, cũng không, có nghĩa là khi mà mình làm gì đó mà ai nói vậy á thì mình dễ bị mất tinh thần lắm. Có nghĩa là mình làm bị ẩu lên à, mình làm nó không có tập trung à. Đó. Thấy không? Vậy bây giờ mình smile sẽ vũ một chút xíu ở bên hông nè, các bạn thấy không? Cho cái shape nó ra này, không? Cho nó đẹp. Đó. Thấy không? Đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó. Vũ cái shape bên hông ha. Đó. À, không có chi nha Hải Hà. Ừ. Đó. Các bạn thấy không? Cho nó xếp cho nó gọn ha. Các bạn thấy kỹ không? Rất là kỹ ha. Đó, smile sẽ đẹp sát cho các bạn coi luôn ha. Đó. Vũ sao cho nó đẹp cái xếp nha. À, cái thời ở Orlando là tháng 6 này nè, 2 tuần nữa này là có lớp ở Orlando nè. À, Nguyễn Mạnh Trung đi qua vừa qua coi show mà vừa qua chơi luôn, vừa qua học luôn. Ừ, cái show lớn ở Neo lắm, cái show Neo lớn lắm nha, ở Lando á, qua đó chơi nha. Đó, mình vừa đi chơi mà mình vừa đi học luôn. Đó, anh vừa chơi vừa học nha. Đó. Smile sẽ vuốt hai bên hông thôi, để smile ém gọn nó vô thôi ha. Đó, tại vì cái shape nó đã thẳng ở dưới rồi, nó đã thẳng rồi, mình không có cần vuốt dưới nhiều nữa ha. Mình chỉ cần vuốt cho nó ém vô, cho nó nhỏ vớt. Tại vì hồi nãy người khách này người ta cắt ngắn xuống thì nó sẽ móng, cái nó sẽ bự ra chút nữa, thì mình sẽ giờ mình làm cho nó nhỏ chút xíu thôi, đừng có nhỏ quá, tại vì người khách này không có thích nhỏ lắm. Đó, người ta thích little bit square ha, thì nó đẹp hơn. Đó. Đó. À, Nguyễn Tùng á, à, Mạnh Tùng á, thì có gì vô cái face của Smile á, thì coi có đó, mà trong đó có địa điểm, có lớp học, có ngày tháng gì đó. Đó, có gì bạn vô đó mình coi ha. À, nếu mà không hiểu này thì cứ inbox cho Smile nha, đó hỏi nha. Đó. Bây giờ Smile sẽ vuốt ở trên đầu móng ha. Made them super square, straight. Các bạn thấy không? Cái shape ra nó phải thẳng ha. Beautiful.
Giữa trên. Không, các bạn thấy không, cho nó thẳng ở trên đầu hông và hai bên hông này nó phải gọn vô thì cái shape nhìn ra nó rất là tự nhiên ha. Đó. Thì các bạn thấy cái nail không, ra rất là tự nhiên, hai cái shape ôm vô và thẳng ở trên đầu móng nha. Bây giờ qua cái bàn này, dụa cho nó thẳng cái shape lại thôi ha. Cứ đi từ từ, relax thôi, các bạn không cần phải hối nha. Đó, con cần phải hối, thì mình cứ đi từ từ, mình dũa thì nó sẽ đẹp. Đó. Tại vì cái shape rất là quan trọng nha, mình phải làm cho nó đẹp. Đó. Thì khi mà cái shape nó đẹp thì mình bỏ cái design gì lên thì nó cũng rất là đẹp ha. Đó. Các bạn thấy không, dũa hai bên hông để cái đầu dũa nằm thẳng nha, đừng có để nằm nghiêng vậy nha. Đó, cứ mình cứ để thẳng, để thẳng vậy ha, thì mình cứ đi thì nó sẽ ra cái shape nó thẳng hơn cho mình nha. Đó. Không. Giờ sẽ dũa trên đầu móng. Bây giờ mình sẽ cân lại cái shape hết ha, coi nó bằng nhau chưa. Perfect ha. Sexy. Bây giờ mình sẽ lên ở dưới móng ha, để làm cho nó đều lại. Xong rồi Smart sẽ dùng cái đầu tròn này để chạy Kiduko nha. À, cứ học kịp hết mạnh chung nha, không có gì hết. Đó, thì mình chưa biết gì vì mình học những cái chính thôi. Đó, còn những cái mà nâng cao giống vậy á, hay gì đó thì mình học sau. Khi mình học được những cái cơ bản mà mình rành giỏi rồi á, thì mình học những cái cánh nâng cao ha. Đó, don't worry ha. Đó. Bây giờ mình sẽ bóc phở ở đồng ở dưới móng. Ừ.
go wash your hands. Bây giờ mình sẽ cho người khách đi rửa tay nha. Xong rồi mình sẽ design lên ha. Đó. You guys see when you guys do apply the perfect acrylic, you guys don't have to foul a lot. You have save a lot of time, and you don't hurt customer. So when you foul her nail, they nail because the customer they don't like to foul a lot on her day nail. So okay, when you do apply the acrylic, you have to be maybe then perfect and smooth, and then it's good for you too. You save a lot of time. Yeah. À, các bạn thấy không? Khi mình đắp bột, mình cố gắng mình làm cho nó smooth thật smooth. Thì mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian về cái dũa hay là chải mịn ha. Đó. Đó mình coi là coi những cái mà cái technique của người ta để người ta đi giống như vậy đó, để làm sao được nó nhanh và nó gọn. Đó, chứ mình đừng có coi về cái màu hay là về cái gì hết của người ta. Đó, không? Mà mình coi là coi về những cái kỹ thuật để người ta đắp bột như thế nào, dũa xếp như thế nào, đắp không? Rồi vậy thôi. Đó, làm sao để cho cái nail nó last long time chứ không phải là coi về cái design hay coi về nó không? Đó. Không? Thì khi nào mình giỏi được về những cái đó rồi á, mình mới coi được những cái nâng cao thì mình sẽ tiếp thu nhanh gọn lẹ hơn. Còn những bây giờ mà mình chưa có giỏi về những cái mà bây giờ mà mình chưa giỏi về những cái basic, cái cơ bản á, thì làm sao mình học được những cái nâng cao đó, thấy không? And can you show me the design you want, so I'm gonna do design for you now. You're gonna do the design for me, but can you do a red rose on this one? What design? Red rose. And then what? Red rose, and then just red rose. And then you do whatever. Oh really? Yep. Oh, you give me you for me? Yep. Oh, how about I do the red, but the you know the rose, but like gel better. Yeah. As long as it looks good. As long as it looks good? So now I'm gonna do the red rose for her. I don't know. Yeah. I'm use the brush number. I think number 5 or 6. I don't know. So. Bây giờ Smile sẽ vẽ bông nha, mà không biết Smile vẽ bông gì nữa. Nó muốn rốt mà không biết vẽ ra rốt không. On this one? Mm-hmm. But like on the side, okay? Not in the middle. Like on the side. Not in the middle. Damn, you made me hard work now. Man, that was gonna be easy for you. Oh my god. I put one ball right here. And then I do the line straight to make her nail how she want, because she don't want the road in the middle. See? Các bạn thấy không? Lên nó ra ha. Bây giờ mình sẽ nhấn nó ra. Ha. Nó ra. Các bạn nhớ phải đập mỏng hai cái phần bên hông này nha, để khi mình áp cạnh lên cạnh thì nó cần phải mỏng ha. Đó, bây giờ mình làm cho nó đẹp lại, cho nó nhuyễn lại ha. Đó, còn thấy không? Thế là ra một cạnh rồi ha. Đó. Bây giờ Smile sẽ bỏ thêm một cục lên nữa.
không? Các bạn thấy không? Nó đang còn rất là chảy thì mình sẽ đợi cho nó khô một chút ha. Đó. Chứ mình không có thể mà nhánh lúc mà nó đang còn rất là ướt, không? Đó. Cái phần thông này mình phải làm cho nó mỏng ra, không? Bắt đầu mình sẽ nhánh nào, không? Đó, nhánh cho nó mỏng ra. Đó. Hai bên hông này cạnh nằm trên cạnh á, các bạn phải nhánh những cái phần này này ha. Các bạn để ý nha, những cái này này nó phải mỏng nha. Nó mà không mỏng á là các bạn sẽ dễ khi mà mình apply lên một cục nữa thì nó sẽ bị lồi ở dưới nha. Đó, mình phải làm cho nó mỏng cái phần đó. Đó. Bây giờ mình sẽ áp thêm nha. Bây giờ mình sẽ vẽ lên. Đó. Không, mình cứ làm từ từ, đi từ từ thôi, mình không có cần phải rush. Tại vì mình xài cái liquid dẻo á, nên nó sẽ lâu khô hơn chút. Còn mình xài cái liquid mau khô thì mình vẽ nhanh được, không? Mà mình thì không có xài liquid khô, tại vì nó hôi quá. Đó. Vẽ cho nó ra ha. Vuốt cho nó ra. Ấn cho nó ra ha. Ấn cho nó ra. Đó, là ba thêm là ba cạnh trước ha, bây giờ mình sẽ bỏ thêm đắp lên trên nữa. Mình sẽ làm cạnh tiếp theo nữa. Ha. Bỏ thêm cạnh nữa. Ấn nó ra ha. Nhấn cho nó ra. Đó. Từ từ thôi. Đó. Không. Bây giờ mình sẽ áp thêm cạnh nữa. Không. Bỏ bột lên. Ui, gãi đẹp nè. Ui, hai con luôn nè. hai kim lê ha. Ngoái một cái vòng tròn ở đây. Ngoái là một cái dấu hỏi nha. Ấn nó ra cho nó bần ra. Xong rồi mình sẽ bỏ những cái phần lông nhỏ lên đây. À, có số 5 chị ơi, số 5, số 6 gì đó cũng được. Không có cần... bỏ lên. Ngoái một chiếc dấu hỏi nha.
áp thêm nó vô. Dạ không có chị ơi, tháng tới là tụi em sẽ có lớp ở lớp ở Orlando chị đó. Chị đi cái show đó đi chị, chị đi cái show đó rồi chị vừa học nail vừa học coi show nhiều master bên đó lắm đó. Chị trao đổi rồi coi những cái supply mới ra thị trường á, nó rất là tiện lợi ha. Hi anh Ryan. Anh khỏe không? Ừ. Hi Michael. Tí nữa mình sẽ gắn những hộp diamond lên đây để cho nó đẹp ha. Đó thì các bạn thấy không? Đó, cái bộ nail thì nói chung màu nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là after and before thì nó sẽ như thế nào ha. Đó. Sự mình smile vẽ thì nó không sắc sảo lắm nhưng mà nó cũng ra ha. Đó. Đó, chắc smile phải dừng cái livestream lại đấy, tại vì đợi khách đông quá. Để smile làm còn nhanh đó. Đó, thì cái nail nó ra nó chỉ như thế này ha, và các bạn thấy cái shape không, thì cho nó thẳng, vũa làm sao cho nó thẳng ha, đỡ khỏi cái vũa mình còn gắn diamond nữa. Đó, thì xong rồi smile sẽ chụp hình bỏ lên ha. Đó, đây là chỉ mới thôi chứ còn chưa xong lắm ha. Đó, thấy không, mình còn gắn diamond rất là nhiều. Đó, quan trọng là thành thái, cái shape đẹp, đắp cho nó mịn là ok ha.
thank you mọi người nha. Thank you.